Thưa quý vị, và sau hàng loạt những thước hình sánh vai tình tứ, hình ảnh mỹ tâm nựng má mà tài phến có lẽ chính là đỉnh điểm đưa tới tin đồn hẹn hò của cặp đôi nghệ sĩ này được đẩy lên đỉnh cao. Trước nhiều sự hiếu kỳ của dư luận, mới đây thì mỹ tâm đã chính thức lên tiếng. Cụ thể là trên fanpage 2,7 triệu người theo dõi của mình, nữ ca sĩ đã chia sẻ: "Có gì sáng nay mà sóng xôn xao, có vậy thôi mà làm hoài hén. Báo trước ngày mai mình có tham gia phim Thanh Party, mình sẽ đứng ngang hiên để các bạn chụp hình hiên ngang chứ không cho chụp lén nha nha nha. Mình lớn rồi, các bạn hiểu không?" Trong status của mình thì cho thấy rằng là Mỹ Tâm không vào thẳng trực tiếp vấn đề, nhưng không khó để nhận ra là cô nàng đang nhắm tới thông tin hẹn hò mà sáng nay truyền thông đã đăng tải, cũng như cho thấy sự bất bình của cô khi rò rỉ những hình ảnh bị cho là chụp lén. Chỉ sau vài phút đăng tải chia sẻ của Mỹ Tâm đã có hơn 200 lượt bình luận và chia sẻ. Người hâm mộ nhanh chóng để lại những bình luận như là thích tính cách ngay thẳng, thẳng thắn của nàng họa mi tóc nâu.